Điều kỳ lạ của chú mèo mà chủ nhân thầm thích. Bạn có biết đó là những điều gì không? Đầu tiên lúc mèo con còn nhỏ, mèo mẹ đi vệ sinh thay cho con. Luôn đi theo mèo con liếm mông. Vì vậy, khi con mèo của bạn đặt mông của nó lên khuôn mặt của bạn, nghĩa là nó coi bạn là mẹ của nó. Nó có thể rất buồn nếu bạn không trả lời. Thứ hai, đuôi của mèo có rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết về mèo. Khi mèo cọ đuôi vào mặt bạn và làm nũng với bạn, đây là một sự cố ý của nó. Nó đi về phía bạn với cái đuôi dựng lên có nghĩa là nó đang hạnh phúc. Và nó muốn chơi với bạn khi bạn có một cái gì đó trong tay và không đưa cho nó. Nó sẽ lắc đuôi như một con chó, nghĩa là nó không hài lòng và không vui. Thứ ba, nó gật đầu với bạn nghĩa là nó đang chào bạn, chứng tỏ nó rất quan tâm đến bạn, đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thứ tư, mèo liếm mặt bạn. Nó muốn lưu lại mùi hương của nó trên người bạn, nói với những con vật khác rằng bạn thuộc về nó, không ai cướp được. Nhưng nếu nó liếm chân bạn, có lẽ bàn chân của bạn thực sự bốc mùi. Thứ năm, nếu mèo giúp bạn nếm tóc, thật ra đây không phải là biểu hiện của nó yêu bạn, mà là coi bạn là tiểu đệ của nó, bởi vì nó có địa vị cao trong giới mèo. Nó sẽ liếm những con mèo có địa vị thấp để thể hiện địa vị của mình. Thứ sáu, mèo đến ngủ với bạn, vì nó thích ngủ trên ngực bạn. Nó có thể cảm thấy nhịp tim nặng nề của chủ nhân. Hành động này sẽ chỉ được thực hiện với những người nó rất tin tưởng. Có những thứ quá đáng hơn sẽ trực tiếp gây khó khăn cho bạn. Mèo rất quan tâm đến cảm giác an toàn. Ngủ với bạn nó sẽ cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn. Video sau sẽ cho bạn thấy mèo thích con trai hay con gái hơn. Chúng ta hẹn gặp lại.